Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho phép Biên Nhi cũng xin được gửi đến tổng thể quý bà con cô bác lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, và cũng để tiếp nối chương trình văn nghệ chia buồn trong buổi tối ngày hôm nay, Biên Nhi cũng xin được gửi đến toàn thể quý bà con cô bác với bài tân cổ được mang tên Công Cha Nghĩa Mẹ. Xin mời toàn thể quý bà con cô bác cùng thưởng thức. Tình khách trầm giá lời kinh nghe
nhàng như chợt tình khách liêu trai, như giấc nhờ ai giữ tròn vâng. Một lần nữa, Yến Nhi xin cảm ơn những kênh lập thân thương của toàn thể quý bà con cô bác mình rất nhiều.